Thưa quý vị và các bạn thân mến, tại Hà Nội trong những ngày qua, mấy ngày hôm nay mưa rất nhiều. Trước mắt là khiến cho rất nhiều con phố tại địa bàn Hà Nội bị ngập úng trong vòng hơn một ngày rồi. Thì hôm nay trời đã tạnh nhưng các bạn thấy ở đây tại một ven sông. Khu vực này người dân đổ ra đây để bắt cá rất nhiều. Tất cả những cái khu vực có nước đường chảy ra, những con cống chảy ra thì mọi người tập trung vợt cần câu cũng như là mọi thứ để bắt cá. Sau trận mưa lớn tại Hà Nội, dòng sông ngày bình thường là nước là màu đen xì luôn. Sau cơn mưa là nước dâng. Cá tự nhảy lên. Hay nhỉ. Ấy giời. Nhảy lên. Chỗ này chảy hơi mạnh ra. Giật tí là được. Hay nhỉ. Các bạn về đây để chúng ta vào cho. Cá này cá ở hồ rồi, tràn ấy. Đây nó chết mẹ đây, con kia lổ ra ngoài kia. Tràn hồ ra ngoài. Cá trôi. Cá đang tầm tớn. Ui. Ấy. Đây là tự nhảy vào. Hay nhờ. Ôi, đang về đang ra đấy, đang ra đấy. Đang ra nhiều đấy. À cứ hứng đi thôi. Ok. Nhảy hơi nhiều ấy. chưa bao giờ đi bắt cá dễ này đâu. Cá tụi đuổi đây, tụi nhiều rồi. Cùng ấy nhà. À cùng đợt với nhau. Để có cái vật nó to to tí hay nhỉ, rộng tí. Không bày cái có ở đây. Tự nhảy nó luôn. Úi xời, cá mè. Cái này cá toàn cá đang nuôi lớn ấy. Mè đang lớn. Sếp có xin nhắn này để cái cá là bắt đầu ít cái da mà nó nhảy lên tự chui vào vợt. Vừa nãy giờ nó đi một đàn đấy nhỉ, vừa một đàn luôn.
lấy thôi. Ôi ôi giời, hay quá nhỉ. Hay đấy. Đấy, bắt kiểu này cũng thích rồi. Cá bắt đầu nhảy lên. Cá này có vừa cho về hồ nhà thả. Quẩn nó ven nữa, không ra ngoài đâu. Hái vợt ra thoát được. Hay vết. Con nào có nhảy lên là dính. Móc câu à. Dính liên tục. Ôi giời. Thoát được, con thoát. Còn cá trôi. Nhỡ nhỡ mè. Trôi với mè. Đấy. Chiến lợi phẩm. Con mấy con bên này nữa các bà. Mấy con đây nữa. Cho nó lên. Cầu của dính luôn. Cô kia vẫn dễ vậy. Đó là trôi nhằng nhằng giống nhau. Không là to. Cái này hơi may nhỉ, cái này rất hơi nhiều ấy.
liên tục các bạn ạ. Ủa, móc đúng vào đuôi. Ấy, ui, lại nhảy tiếp ấy. Cho vào lật luôn. Cho vào lật luôn, cho vào lật luôn không phải bắt. Không bắt. Tập trôi. Nhà ông nào bị trang của này ông mất hơi nhiều tiền đấy. Nhiều lắm. Suốt dọc cái này. Còn cá trôi đang mà nhường nhường lớn. Mẹ. Lên đây. Ô. Mẹ loại mẹ nhỏ các bạn. Nhảy lên này chị là dính. Ở dưới kia có mấy con rùa to lắm. Chỗ nhà máy là vệ bờ sông ấy. Đất cơ rồi bắt. Làm về mấy mẻ rồi thả thôi. Con trôi này. Con trôi này thôi. Thả không ạ? Thả không ạ? Thế là phải chặt con. Đúng không? Con trôi thôi là mẻ. Nếu có chỉ chi là chép. Có chép một ít. Đúng rồi, cắp lớn vào nhé. Tiếp tục rồi, lại dính nha. Lại cái này. Đàn rồi. Đưa con này luôn. Thôi. Úi giời. Tiếp tục. Ôi đây, tầm khoảng 25 đèo luôn, hai đá. Nó mà thánh ra lên thì cần phải kêu lửa. Chỗ này có ao nha, có 3 cất, có 3 cất. Để tiếp tục các bạn. Ui. Đi đánh cầu không? Đâu vẫn trôi, vẫn trôi. Cúi đồ. Cúi. Phải chết hết. Tính chuẩn có đàn nó là dồn dập. Chạy ra mất rồi. Hả? Nó ra ngoài mất rồi. Đánh đi là được, đánh đi là được. Đánh rộng ra là được. Quăng rộng. Đâu đấy? Câu đâu đấy? Tìm kiếm con cá. Thấy bảo nó vỡ ra nhiều cá lắm à? Nhiều lắm. Nhiều đấy. Con nào chưa? Mang ao thả rồi, nó toàn trên chỗ. Có chỗ đứng, đứng dốc này, nó quăng được thật. Đấy, vào đấy. Không thua. Trượt mất rồi. Ra rồi. Ra mất rồi. Tung lên phát là đã chạy mất rồi. Còn mang áo bị thả rồi. Ai được con rồi. Trôi. À, cá đây toàn cá gì ông ơi? Cá trôi ạ. Vâng. Mưa cái nước trong hẳn. Không lấy đi nữa.